Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục là vị tướng Joker nha. Ok, nhìn khá là đúng là nấm lùn, người khác đi với Guido như kiểu bố con đấy. Anh em nhìn này, rồi đều là người cả mà anh ở sao mà Joker nó bé vãi. Ở cái bản thử nhận Lego Mobile thì vị tướng này rất là to, nhưng mà sang đến bản chính này tự nhiên bị lỗi, lỗi thì rất là bé do là vị tướng này là ít ít chăm sóc bản thân. Có nghĩa là ít ăn lười ăn, thế nên là bị suy dinh dưỡng, bị còi. Ok, Joker cho đồ tử vong. Thế nay mình sẽ lên đồ cho vị tướng này một phong cách mới nhá. Mình sẽ nói qua với các trang bị cho vị tướng này. Đầu tiên là có thể là anh em lên cái thương xin phá, một cái giày, nếu mà đối phương làm khống chế quá anh em có thể lên giày kiên cường hoặc giày hộ vệ, hoặc là cái giày Hermes, ba món đồ giày đấy thì khá là lợi cho vị tướng Joker này, nhưng mà tùy vào trận đấu anh em lên thôi. Nói chung món đồ giày thì nó khá là quan trọng trong trận đấu nha, chứ không phải anh em lên bừa lúc nào cũng được đâu. Ok, rồi tiếp đến là mình sẽ lên một món trang bị khá đặc biệt cho vị tướng Joker này, đó là cái kiếm điện. Rồi thường thường anh em ít khi lên kiếm điện Joker lắm vì cái khả năng chí mạng, đúng không anh em? Chí mạng bởi cái nội tại vị tướng này. Rồi rồi, chơi luôn không ơi? Kìa kìa, hỗ trợ tôi cái đi. Hỗ trợ tôi cái ngang hả? Bưởi chiến công đầu ngon lành rồi, thịt luôn, chơi luôn thôi. Hết lính rồi, đùa đấy, không chơi được, chơi được. Ok, oai oai oai, lại phang nhau này rồi, đổ máu bây giờ rồi nha. Anh em có thể lên cái kiếm điện vì cái phát đầu tiên của vị tướng này đó là bắn ra chí mạng khi mà cầm khẩu súng lên và làm trận đối phương, cộng dồn với cái nội tại từ cái kiếm điện thì nó gây sát thương rất là nhiều từ phát bắn đầu tiên của vị tướng Joker này. Rồi ok, một mạng nữa. Đây đây. Chạy nhanh vãi. Trang bị tiếp theo anh em có thể lên cái phước cập kiếm nha. Rồi một cái liềm đặt mệnh chẳng hạn. Tiếp đến anh em lên nhanh Phoenix, đấy là các trang bị mình gọi là muốn lên trong trận đấu này thôi, và giới thiệu qua cho anh em về trang bị đó. Anh em thử lên xem là nó có hiệu quả không. Nhưng mà nếu mà lên theo đấy thì anh em dùng sát thương đối phương rất nhanh, một combo một mạng rất là dễ dàng, chứ không phải cấu rỉa lâu đâu. Khi mà anh em lên được cái phước cầm kiếm cho vị tướng này rồi, vị tướng này mình nghĩ là không thể không nên thiếu cái món đồ phước cầm kiếm, vì là cái món đồ phước cầm kiếm đấy là nó giúp cho vị tướng này có khả năng bắn cái tên lửa này nó đau hơn người bình thường. May quá, thôi tính sai rồi, đùa. Mình đang định bắn xong rồi mình pha đấy mình biết là Guido chiều cuối mình tốc biến ra mình sử dụng luôn tên lửa, mà anh Alice vẫn có thể né được, vẫn vẫn né được, đùa. Trong đấy còn Guido thì mình ngây thơ quá, lao vào dính ngay cái chiêu cuối kìa. Rồi lần này không tha cho chú, lần này không tha cho em đâu. Em ơi lên bảng, em ơi lên bảng điểm số. Ok, rồi trụ bắn chặn sát thương đấy, anh em nhìn này. Thôi 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 nè. Chặn sát thương bằng cái chiêu thứ hai, anh em bật cái kích hoạt chiêu thứ hai này thì nó sẽ chặn được hai phát bắn từ trụ nha, không tin anh em có thể vào trụ nha, nhưng mà lúc đối phương không có trong trụ thôi. Ồ thôi buồn quá, phát đấy mà chúng phải chắc chắc chắn có một mạng nữa không. Ok, việc khả năng là vị tướng này sử dụng cái chiêu đầu tiên rất là khó. Ồ, đông vậy vui vui phát phát này là hơi bị vui này, vui này. Ok, vui thôi, vui quá không tốt đâu, vào lét lên bảng. Đây 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 đây, lại đông quá, lại đông vui rồi, kiểu gì mình lại hỗ trợ nhờ. Đây đây, lại thêm hai mạng đầu kia đó. Kia, chơi luôn. Ô rồi. Lên bảng luôn, bây giờ lên Alice này, Omega lên bảng, Alice lên bảng nốt. Đùa sao mình không chạm được Alice để kiếm mạng hỗ trợ nhờ. Hiện tại team ăn 7 mạng, trong đó mình ăn 3 và hỗ trợ 3 rồi. Ok rồi, Joker là một vị tướng mới, thế nên là anh em cố gắng chơi vị tướng này thường xuyên để có thể là thông thạo được cái vị tướng này, có điểm thông thạo cao nha, cũng như là nâng cao cái khả năng chơi vị tướng này lên của anh em lên một đỉnh cao mới. Mình chơi cũng khá nhiều vị tướng này bản thử nghiệm rồi, nhưng mà thật sự thì cái chiêu đầu tiên vị tướng này sử dụng hơi khó. Để mà trúng được mục tiêu thì anh em có thể là vào trong bụi đấy, mình rút kinh nghiệm là vào trong bụi mà bắn, vì khi mà anh em đứng vào trong bụi rồi nặn cái tên lửa ra thì đối phương không có tầm nhìn, không thể né được. Cho anh em đứng này bắn cái khi mà nó dắt ị ra thì lâu lắm đấy, đợi rất là lâu. Thôi thôi, đây 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 đây, một phát đầy xác định chết rồi em yêu ơi. Rồi mình không ăn mạng thì thôi, lại để Nakarot ăn mạng, hay quá, không sao, đồng đội mình ăn mạng là được rồi. Ok, dòng nào. Đó.
cái chiêu đầu tiên nó dặn dặn ị rất là lâu, thế nên là anh em và khi mà sử dụng thì vị tướng này có thể bị khống chế nhá, chứ còn vị tướng này khi mà đang sử dụng chiêu đầu tiên thì không thể di chuyển đó, và đấy là một điểm yếu đối với vị tướng này. Đối phương bắt vị tướng này rất là dễ, nhưng mà một điểm lợi cho vị tướng này là hiện tại bây giờ là xuất hiện một combo Omega này, ông ngáo ngơ gì vậy tự nhiên này, tự nhiên quá nhờ, thôi bộc phá làm gì nhà phí vậy, Zuka ơi để dành bộc phá đi, trong trụ chắc chắn chết rồi còn dùng bộc phá nó không hiểu tại sao nữa. Đây lên bảng xong rồi lên bảng nốt, đùa toàn hỗ trợ thôi, buồn quá. Từ từ để mình cấu rỉa đã, tên lửa thần trưởng rồi đấy, phải cấu rỉa như thế. Phát thứ hai bắn thêm phát nữa. Và chiêu đầu tiên vị tướng này có tầm bắn rất là xa. Đấy, một điểm lợi như thế. Điểm yếu thì nó khi mà sử dụng chiêu đầu tiên thì nó không thể di chuyển được. Đấy là điểm yếu. Còn một điểm lợi khi mà chiêu thứ hai thì anh em biết rồi. Đây là một vị xạ thủ đầu tiên có chiêu thức chặn sát thương. Đó, bằng cái chiêu thức thứ hai chặn được từ hai phát bắn từ trụ cũng như là... Rồi, thôi lên bảng rồi. Đùa mỗi cái trụ thôi. Đấy, rất là khó rất là khó cho các xạ thủ khác solo với Joker. Đấy là một trận đấu khá là căng thẳng nha. Tiếp đến đó là cái chiêu cuối của nó là bom cười. Ôi, bom cười ghim lên người đối phương khá là khó chịu và cũng như là hơi bị choáng một chút thôi. Đây là một vị xạ thủ đầu tiên có khả năng là bắt hạ sát thủ rất là nhanh. Thường anh em nhớ là xạ thủ gặp sát thủ có vẻ là hơi bị căng. Thường thì sát thủ sẽ hạ được xạ thủ, nhưng mà đối với Joker này không cẩn thận thì vào Joker cho một combo sát thủ lên bảng ấy. Đấy, đủ hiểu là vị tướng này bá như nào, anh em bỏ tiền ra để mua vị tướng này thật sự thì mình rồi, thật sự là không tiếc đâu, rất là xứng đáng. Ok, đây rồi, hay quá, mình đứng ngoài cứu gì à, thôi tên lửa trượt rồi, rồi toàn hỗ trợ thôi, buồn quá. Kìa, thôi Alice vẫn chạy được luôn kìa, phí thật, phí quá cơ. Ok, té hết rồi, nhanh thế. Rồi, ok, rồng hắc ám. Hiện tại thì team mình hơn đối phương rất là nhiều, hơn về vàng, hơn về level, hơn về rồng, hơn về tiền. Vàng và tiền giống nhau đúng không? Đấy, hơn về trang bị. Nói chung thì hơn rất là nhiều thứ, không thắng được đi thôi, hơn cả về trụ cơ. Đấy, đối phương để mất nhiều trụ quá, đấy là cũng là một cái gọi là cái lợi thế lớn cho team mình. Khi mà hạ được nhiều trụ thì anh em lại có tiền, lại có vàng, lại có thể là mua trang bị hơn đối phương rất là nhiều. Đó, cũng rỉa thôi. Thôi, ông máu quá. Đây, tôi tới luôn, tôi hỗ trợ luôn. Rồi, một mạng thôi. Kia, một đắp bờ tép cho mấy anh hát trích, tôi chạy nhanh thế, đúng là du cạn rồi, chạy rất là nhanh, có hai chân thôi mà chạy nhanh thế. Rồi bây giờ Joker nhìn khéo con bé hơn cả Alice, khổ thân quá. Đây kìa, cứu tôi với, tôi may quá trụ không bắn mình. Xác định rồi em yêu, hay công nhận là Nakroth trận này đánh xông xáo đấy nhở, chăm ăn mạng quá, nhưng mà cũng được. Thấy là trình độ lướt rất là nhanh, công nhận là hay. Ok, mình sắp hoàn thành được một trang bị nữa rồi. Mới lên được cái giày với cái thương xuyên phá thôi. Còn cái gươm giống xét vẫn chưa đủ tiền, 1200 cơ. Đùa, sao mà lắm tiền thế, tiền đâu ra giờ. Farm thì mình rất là ngại farm, vẫn phải cố farm thôi. Vẫn phải cố farm. Trong trận đấu anh em tập trung farm là chính nhá, đánh nhau là phụ thôi. Đánh nhau là tùy thôi, hạn chế combat vì càng lên danh cao thì đầu game là có thể bắt lẻ và cũng như là farm, tập trung farm. Cái khoảng thời gian anh em farm ấy thì tiền rất là lắm, anh em mỗi lần ăn được có vài xu một, tích dần thì chắc chắn sẽ được rất là nhiều tiền. Đây bây giờ sẽ quay trở lại với tâm điểm tướng của King Kong. Rồi, King Kong sớm chưa đến phút thứ 10, gặp ngay được dừng đánh hay, nghĩ đến King Kong sớm quá, hay quá. Hay lắm, thôi, dừng hơi vẹo giờ. Ok, xong. Giờ thì bá quá rồi. Xác định là đối phương tập xác định là chuẩn bị đầu hàng thôi còn. Hiện tại King Kong rồi nha, rất là nhiều lợi thế, rồng đủ kiểu. Đây, tớ ra hỗ trợ luôn. Tớ ra hỗ trợ luôn.
Rồi, to, đánh nhau to. Bây giờ mình sẽ lên cái phước cấp kiếm nha. Một trang bị không thể thiếu được cho Joker. Đó, đây đây đây, tới luôn này. Ôi, bắn trượt rồi. Đây đây, ra xem được có vơ vét được mẹ nào không. Vơ vét đây đây đây. Lên bảng, Alice nhỏ bé. Công nhận nhìn thương lắm ấy, nhưng mà vẫn phải ăn. Không tha được. Ok, xong trận đấu. Anh em cố gắng giữ hết trận đấu này, mình sẽ giới thiệu qua về trang bị cho vị tướng này nhá. Thật ra thì trận đấu này kết thúc sớm quá, mình chưa kịp lên full đồ cho anh em xem. Thì đây mình sẽ để lại các trang bị ở cửa hàng cho anh em có thể lưu lại. Đây là mình giới thiệu qua về các trang bị của nó thôi. Anh em thấy hiệu quả thì lên, mà không thấy hiệu quả thì thôi. Nhưng mà thật ra thì mình cũng nghiên cứu kỹ rồi. Rồi, đen thế. Đen thế, MVP Nakoros 13.3, mình thì 13.2. Thiếu đúng 0.1 thôi, đùa. Đây nha, trang bị Joker đầu tiên là thường xuyên phá. Anh em có thể đổi giày hậu vệ sang cái giày kiên cường. Rồi, tiếp đến là cái gươm sấm sét. Rồi, tiếp đến là phức hợp kiếm và liềm đặt mệnh. Cũng như là Nine Phoenix, đây là các trang bị cho vị tướng Joker khá là ổn khi mà mình đã xài qua rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Bye bye!